Em giới thiệu các bác tiếp con máy rửa bát Panasonic TR3, một cái con máy em gọi là hàng quốc dân, siêu lành bền, ngon bổ rẻ. Đấy. Tính năng hệ mẫu mà y hệt các cái dòng TR5, 6, 7, nhưng mà nó giá rẻ hơn khá khá. Đấy. Mọi chức năng y hệt, mẫu mã y hệt, kích thước y hệt, đấy, khác một chút về năm sản xuất thôi, nhưng mà đều bảo hành 2 năm hết. 2 năm các bác sử dụng hoàn toàn yên tâm, không lo gì về chất lượng nhé. Hết 2 năm bảo hành, hỗ trợ các bác kỹ thuật trọn đời. Anh em shop chuyên bán máy rửa bát, trên là linh kiện thì em chả thiếu cái gì cả, cái gì cũng có, cần cái gì em hỗ trợ thoải mái luôn. Một con TR3 em bán 2,9 triệu, bảo hành 2 năm, giá chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Phí ship bên em đi toàn quốc là 150.000, hình thức mua bán có đặt cọc trước 500. Đây là hai số điện thoại bên em giao dịch, có Zalo. Đây con này làm sạch đẹp cực, mặt Mika con này quá đẹp luôn các bác. Đây, Mika quá đẹp luôn. Đây, lưng thẳng tít nhá, được đẹp. Đây. Đây. Năm sản xuất 2011, series máy 3378. Tính năng thì các bác nhìn bằng giao diện Econavi, hẹn giờ, thời gian sấy, các chế độ rửa nước nóng 80 độ, đèn báo chu trình rửa. Đây, nước nóng 80 độ C, ôi, bọc đây luôn các bác. Đấy, cái máy rửa bát thì nó ngoài cái vấn đề là rửa sạch dầu mỡ ra thì một cái vấn đề mà ít các bác nghĩ đến đó nó là diệt khuẩn. Diệt khuẩn các bác nhé, máy có chức năng diệt khuẩn phun xương hơi nước ban đầu và diệt khuẩn bằng nước nóng 80 độ C với áp lực cao. Đấy. Cho nên là ngoài vấn đề rửa sạch ra thì bên Nhật tại sao họ dùng, nhà nào cũng dùng máy rửa bát, vì là họ muốn một cái bát đũa của mình sau khi ăn tiếp xúc với mọi người thì được diệt khuẩn, khử khuẩn sạch sẽ. Đấy, cho nên là khử khuẩn sạch sẽ. Cho nên là các bác mua máy rửa bát không phải vấn đề là ngoài vấn đề là rửa sạch mỡ ra nhá, mà nó là vấn đề nó là khử khuẩn. May trái tí. Khử khuẩn. Đấy. Con này thì đây các bác hai tầng này, xếp mà mỗi tầng là 12 các bác con nhé. Đấy. Chiếc này các bác nào chốt thì alo nhé.